Rồi chúng ta sẽ theo cái cách mà tôi hướng dẫn thì chúng ta sẽ làm, các bạn sẽ làm khác cái mà tôi chỉ, tức là chúng ta nắm cái kiểu làm thôi. Tôi sẽ nói cái chuyện này trong 2 lần. Chúng ta thấy có một cái, chúng ta có khi chúng ta mở lên đó, thì chúng ta thấy này nè, cái phần mà project bên này á, chúng ta sẽ có sau này chúng ta làm mục tiêu của cái Revit là đi làm những cái template, tức là những cái dạng mẫu giống như cái bản vẽ mà DBKT của kép gì đó. Nhưng mà chúng ta thấy ở đây nè, ở đây nó có một cái phần là các cái dự án chúng ta có một cái phần tên là family, chúng ta có thể chế được đèn đóm quạt gì đó vân vân, móng kiểu nào đúng không, gì đó vân vân. Chúng ta cũng có thể lên một cái trên này nè, chúng ta có một cái chỗ gọi là trên cái chỗ cái dấu chấm hỏi này, nó có một cái additional resource, thì chúng ta thấy nó có rất là nhiều thứ trong đó, có support knowledge base, ví dụ như những cái vướng mắc gì đó nếu mà bạn nào biết tiếng Anh để bạn có thể móc lên đó làm, bạn lên đó coi. Hoặc là chúng ta lên Revit web content library, tức là trên này là thư viện những thứ mà chúng ta cần. Chúng ta có một cái trang tên là sheet.autodesk.com, chúng ta có rất là nhiều thứ tùy theo quốc gia mà chúng ta lựa chọn ở đây ha. Chúng ta có rất là nhiều thứ, thư viện của nó có sẵn, nó có rất rất nhiều. Nhưng mà chúng ta thấy nè, chúng ta biết chế hết tất cả những thứ này trong khóa học này, chúng ta sẽ biết hết làm thế nào chúng ta chế những cái gì mà chúng ta thích trên cái thế đó. Nhưng mà thường thường mà dân mà đi làm thực tế thì họ thường thường họ đi kiếm cái có sẵn và dèo sửa đúng không nè, chứ còn ai ngồi mà thật ra mà vẽ thì bích, mà khi mà chúng ta có đủ hết tất cả thư viện rồi thì chúng ta chỉ thấy là nó đi hết trên 50% đoạn đường, vẽ rất nhanh. Đó là một trang, các bạn có thể vô cái trang sheet.autodesk.com là một chuyện, bạn nào có thể là đó. Chúng ta có những cái ví dụ các thiết bị vệ sinh, các cái đèn, cái bàn, cái quạt gì đó là những thứ này, hay là mấy anh nào mà Revit MEP, Revit Structure là những cái thứ mà chúng ta thấy đây cũng con số phía sau này, là những thiết bị số lượng cái mà nó có trên đó, và kể cả một số cái của các cái nhà cung cấp lớn nó đúng luôn để cho chúng ta bốc bốc khối lượng, chúng ta bốc khối lượng và bốc làm dự toán là nó đúng loại thiết bị đang bán trên thị trường nó có, là cái trang ship.autodesk.com. Chúng ta có một cái trang nữa mà chúng ta có thể vô, đó là một cái trang rất là bình thường, đó là trang revitcity.com, là đây là cái cộng đồng Revit trên thế giới mà lớn, rất lớn. Đây này, chúng ta thấy ngày hôm nay nó lên tới gần 300.000 thành viên, cái hồi mà tôi vô nó mới có 12.000 à. Bây giờ nó lên tới 300.000 thành viên. Chúng ta nhìn thấy nè, những cái hệ thống MI của nó, nếu muốn download thì chúng ta bấm vô download, chúng ta đăng ký thảy email vô đây cho nó, khoảng 15 phút sau chúng ta có thể có để những thứ để chúng ta có thể download được. Nó có rất nhiều thứ, kể cả cái xe nâng ở đây nó cũng có luôn đó, các bạn lên đó download. Còn trên gallery này tức là đây là những thứ gì mà Revit đã làm của thế giới nó làm. Nó tại sao người ta làm, người ta post lên đây, cái gì là post lên đây để làm cái gì, kiếm hợp đồng. Nó nhìn thấy nó cho địa chỉ mail rồi chẳng hạn, ví dụ hay là số điện thoại liên lạc gì đó, là bắt đầu mấy anh này làm. Hiện tại chúng ta có 1.500 trang, đây là những công trình. Ai nói Revit không làm nội thất được, Revit nó thiết kế nội thất cũng đẹp như thường, anh nào kiến trúc thấy nó làm đủ thứ trò. Ở đây ví dụ như Revit ở trong cái sau cái khóa này, thực ra cái khóa này là chúng ta có học tất tần tật những cái gì ở trong Revit là chúng ta học hết. Nhưng mà bạn nào mà thí dụ vô những ứng dụng mà cụ thể, ví dụ có những anh nó tôi quan tâm đến chuyện giống vậy nè, cái mặt tiền nè, cái mặt dựng nè, cái facade ở trên á, cái chỗ này nè, bây giờ tôi có thể làm thế nào là những phương trình toán phức tạp, tôi làm ra những cái mặt hết sức phức tạp mà trong Revit chuẩn nó không có, thì ở đây nó có đó. Nhưng mà thực ra thì cái số người mà hỏi tới đó thì giờ hiện tại rất là ít. Một điều nữa, ví dụ như anh đó anh chế gì gì trong đó vân vân, thì chúng ta thấy nó có những ví dụ những cái vàng ở trên này, vàng mái ở trên này là có đầy đủ hết, là chúng ta đều có thể chế tạo được. Thôi thì mấy bạn nào muốn cần thì lên nó coi để download, được chưa? Bài tập Revit thì chúng ta có đây, tôi có cái bài tập của Revit dành cho các đồng chí là đây nè. Chúng ta sẽ lấy cái bài này về Revit Structure. Khoan nha, C chứ không phải nằm document. Nó có một cái này tên, đây là bài tập Revit. Trong đó chúng ta thấy bài tập của Revit Architecture này, nhìn nó có tất cả là 6 bài tập khác nhau để chúng ta có thể làm trong đó. Bây giờ tôi chỉ làm thế nào nè, tức là cái buổi đầu tiên chúng ta mới nói với nhau là lát nữa chúng ta sẽ dựng cái mô hình đó. Nhưng chúng ta thấy nè, những cái bài giống như thế này nè, nhìn đây có một số bạn làm đây nè, chúng ta sẽ phải làm những cái bài này, ví dụ giống kiểu này.
chúng ta phải làm cho ra 100% cái này là Revit, không có dính líu gì tới những phần mềm khác. Đúng không? Cái này là Revit hết. Chuyện dựng cái này là một cái chuyện rất là nhỏ, chúng ta xem nha. Chúng ta phải làm được sau cái khóa học này, chúng ta phải làm được những chuyện này. Nó có 6 bài mà chúng ta phải đi giải quyết. Được chưa? Đó là chuyện này một cái chuyện rất là nhỏ đối với Revit thôi, chứ không phải là chuyện lớn. Đó là một cái chuyện nhỏ. Chuyện rất rất nhỏ. Rồi, bây giờ thôi, bây giờ nhà tôi vô tôi dựng cái bài đầu tiên. Phải ta coi nha. Bây giờ ha, đầu tiên là tôi có thể nêu một cái project. Cái trang mà gọi là trang home, tôi giới thiệu sơ qua khoảng những 5 phút về cái chuyện giao diện. Cái trang home nó gọi là trang gốc hay trang khởi thủy. Thì chúng ta thấy cái gì mà chúng ta muốn vẽ thì nó sẽ nằm hết chỗ đây. Cái trang này nó sẽ thay đổi nếu Revit Structure thì toàn bộ những cái cấu kiện phục vụ trong Revit Structure của kết cấu nó sẽ nằm trên cái trang home, nó chỉ đổi cái trang đó. Của anh nào mà MEB, ME tức là giờ vẽ điều hòa không khí, điện, plumbing rồi đó vân vân, thì trên Revit MEB nó sẽ đổi cái trang này. Những cái trang còn lại, ví dụ nó có một cái trang là nó có cái trang tùy theo nó xuất hiện một cái trang nào đó vân vân. Chúng ta thấy là trên cái bài của chúng ta này, chúng ta nhìn bên tay trái này nè, nó có một cái gọi là Project Browser. Nếu mà chúng ta bấm vào đó nó mất, đúng không nè, thì chúng ta sẽ có một cái chỗ, cái chuyện đó nó sẽ liên quan tới cái phần gọi là view. Chúng ta vô trong view nó có một cái tên là Project Browser, chỗ user interface, chúng ta bấm nó sẽ hiện trở lại. Tôi nói là các bạn đừng, các bạn xem để hiểu và làm khác đi. Tôi nói bữa đầu tiên rất là mệt nên các bạn đừng có làm gì hết, tôi để thời gian cho các bạn làm, bạn coi bạn hiểu đi, video này nó có rồi, bạn làm gì đấy. Thế chúng ta mới nhìn lên đây nè, chúng ta thấy cái Project Browser đó, cái này chúng ta sẽ có thể tổ chức lại được, cái đó hoàn toàn có thể tổ chức lại. Nó gọi là Browser Organization, tôi sẽ tổ chức lại. Tôi nói là bản nào kiến trúc ra kiến trúc, kết cấu ra kết cấu, tỷ lệ nhiêu ra tỷ lệ, đúng tỷ lệ nào đó vô. Nó không có cái chuyện mà nằm lẫn lộn giống chúng ta vẽ bằng CAD, chúng ta phải tự tạo folder. Nó không có chuyện đó. Hay là trong CAD nó có Success Manager chẳng hạn, đúng không? Chúng ta thấy như vậy. Thì cái trang này gọi là Project Browser, nếu chúng ta bị mất thì chúng ta phải vô trong cái trang View. Chúng ta chọn là Project Browser. Cái bên này là Property. Cái property này là cái mà tôi sẽ nói rất kỹ trong cái trang view này nè. Chúng ta thấy cái property đó, chúng ta kích chuột phải ra cái vùng trống này, chúng ta chọn property. Chúng ta thấy trong đó nó quy định rất rõ. Những đối tượng này, màu sắc đường nét, thấy hay không thấy. Anh nào mà dùng Revit giỏi không phải là cái anh vẽ giỏi, mà là anh tổ chức quản lý cho người khác. Đó mới là gọi là sử dụng Revit. Tới nơi nó trốn á, là hầu như ở cái cấp độ là quản lý, chứ nó không phải là ở cái cấp độ mà chúng ta vẽ thì tôi chỉ một chút mà có thể vẽ được liền. À, đúng không nè. Cái cấp độ đó là cái chuyện mà ví dụ như tôi có thể làm, nó có nhiều thứ lắm. Đây nè, nhìn ở đây nó có nhiều trang, sau này nó có những tới khoảng 5-7 trang. Ví dụ tôi đang giới thiệu chỗ này. Chúng ta thấy cái trang property này chính là chúng ta kích chuột phải property đây. Đó đó. Và có rất nhiều thứ ở trên này. Và anh nào mà giỏi á, để làm hồ sơ phát hành in ấn vân là đó. Cái trang tiếp theo á, trên này chúng ta thấy nè, ở trên cái trang home là gọi là trang gốc hay là trang khởi thủy, chúng ta sẽ nhìn thấy nguyên cái dọc này, đúng không? Chúng ta thấy là anh nào cũng có, ví dụ như là hệ số sử dụng bằng, hệ số xây dựng, mật độ xây dựng gì đó vân vân, là nó có đầy đủ hết. Trên này nó có đầy đủ và tất cả những thứ đó đều có thể kết xuất ra Excel được hết, Excel xét gì đó vân vân. Chúng ta thấy trên cái trang insert, bạn nào mà xài CAD rồi thì mấy bạn thấy nè, cái chữ link này của Revit chính là Xref của AutoCAD, cho nên khái niệm là như nhau, đúng không? Xref AutoCAD là chính là link của Revit. Cho nên chúng ta có thể import một cái file CAD vô, nó có thể nó lấy gì, nó lấy từ CAD, từ DSF, từ cái file của bên chỗ của Marotation hay là của ISO on plan gì đó vân vân. Thì chúng ta thấy nè, ở SketchUp nó cũng lấy vô được. Từ từ chúng ta sẽ nói đến chỗ đó thôi. Chúng ta có một cái trang mà chúng ta vẫn hay dùng thường xuyên trong CAD, đó chính là cái trang annotate, gọi là cái trang chú thích. Thì tất cả những cái lệnh để cho kích thước đánh chữ và tô mà cắt đồ vân vân, cái chuyện của CAD gì hết nó gom hết vô đây, tức là chúng ta đều vẽ 2D được. Có thể là có những cái hình cắt trích khai triển gì đó từ của một cái
cái kết cấu hay một cái cấu kiện nào đó hay là một cái hình nào đó vậy, thì chúng ta đều có thể làm và chúng ta hoàn toàn có thể lấy lại y hệt như là chúng ta làm bằng CAD. Cho nên là tốc độ nó lên rất là nhiều, nhưng mà thực tế cho thấy là dễ revit. Một người làm bằng khoảng từ 4 đến 5 người làm, tức là chưa kể đến những cái phần mềm khác đi kèm với nó. Bây giờ tôi nói mấy anh kết cấu như thế nè, bây giờ tôi cho một cái tòa nhà, tôi cho cái công trình, một cái nhà cao tầng, cho cái chung cư ở chừng 20 mấy tầng, một anh từ dựng cái mô hình đó, từ ví dụ bản kết nó có rồi, tôi cho vẽ lại cho đến khi em khai triển, tính toán khai triển của nó luôn trong vòng từ 1 tuần lễ cho đến 10 ngày, một anh. Chuyện đó chúng ta không thể nào mà ngồi mà làm bằng cát được. Thì trong thực tế mà khi làm dự án là làm vậy đó, làm với các đơn vị ở ngoài đó là như vậy đó, tức là giải quyết một anh đó, nếu anh rành anh giải quyết từ A đến Z cho cái đó, cho đến là khai triển chi tiết của các cấu kiện luôn. Ví dụ nhà thép, ví dụ như sắt thép Đào Linh nó chạy thì mấy anh kia nói là lẹ lắm luôn á. Nếu cái bộ nhà thép nó không có gì quá đặc biệt thì nó mất khoảng chừng tiếng, 2 tiếng đồng hồ nó có một cái bộ làm ra bản vẽ chế tạo của từng cấu kiện. Chúng ta không thể làm chuyện đó bằng CAD được, máy nó làm. Chúng ta thấy có một cái trang tên là Structure, cái này dùng để cho kiến trúc sư vẽ được những cái cấu kiện của bên kết cấu. Nhưng những thứ này lưu ý là dùng để cho kiến trúc sư vẽ, cho nên là nó gần như là chúng ta không thấy, nó không xuất hiện trong sơ đồ tính. Thì chúng ta đưa nó qua bên structure, cái mô hình phân tích á, đúng không, thì chúng ta sẽ không thấy nó xuất hiện gì, thì phải có cái cách quy đổi như thế này. Thì lát nữa chúng ta sẽ nói một cái phần mà kiến trúc sư rất là thích, mà cái kỹ thuật của nó có thể dùng để chế các thư viện, đó là cái chuyện mà chúng ta gọi là masking. Chúng ta nhìn đây là chúng ta biết nè, thí dụ tôi có một cái tường, làm gì tôi có cái tường cong chỗ này, tôi không thể nào vẽ được cái tường cong này, cho nên chúng ta mới nhìn thấy cái tòa nhà 8 tầng ở ngoài kia chẳng hạn. Tôi sẽ nói là chúng ta sẽ làm nó, chúng ta thấy nó không có vấn đề gì ở chỗ đó, nó không có cái vấn đề hết. Chúng ta sẽ làm được trong khóa học của chúng ta dựng cái mô hình 68 tầng nó lên, chúng ta thấy được. Giờ tôi không dám nói là sâu bên trong nó như thế nào, nhưng mà dựng cái mô hình nó lên chúng ta thấy nó không có gì hết. Còn anh nào mà vẽ kết cấu nhà thép giống như cái Diamond Plaza cũng có gì luôn, anh vẽ cái bộ đó nếu mình có hết ý tưởng, anh có đồ hết tất cả mọi thứ rồi, thì anh chỉ cần ngồi đó, ngồi khoảng chừng chắc anh mất hết ngày để anh khai triển cái đó. Và chúng ta sẽ làm nó, nghe nó rất là hoang đường nhưng mà chúng ta thấy không? Nó có đồ để làm. Nhớ nói là ví dụ ở trên này á, thật ra cái masking and size này, cái size này để vẽ mặt bằng tổng thể, vẽ địa hình rồi vân vân, thì revit nó không mạnh gì cho cái chuyện đi vẽ quy hoạch. Nếu anh nào mà cần mà để làm quy hoạch rồi chẳng hạn, thì lát nữa tôi demo cho coi, nó đi từ cái chuyện là cho từ chỗ mà nó cắt đạt, cái chuyện đó nó lấy dữ liệu, nó tự động nó vẽ lên cái địa hình đó, nó tính khối lượng san lấp, có hệ thiết kế các hệ thống đường giao thông nó có đầy đủ hết, rồi các công trình ngầm ở dưới là nó vẽ hết 3D hết toàn bộ. Thì chúng ta có là nói revit như vậy. Cái mà chúng ta sẽ quan tâm nhiều đó là collaborate, nó có cái workset. Workset có nghĩa là gì? Kiến trúc làm gì cái kiến trúc, kết cấu làm gì cái kết cấu. Bây giờ một cái công mô hình đó có hàng 100 người làm đồng thời trên cái mô hình đó, làm thế nào để tôi chia công việc để nhiều người cùng làm trên cái công trình đó, thì cái đó nó gọi, tôi gọi là workset, tạm gọi nó là gói công việc. Chúng ta có một cái phần gọi là collaborate, bên này là copy monitor, thì chúng ta thấy như thế này. Giả sử giữa các bộ môn khác nhau làm việc, kiến trúc làm việc cái kết cấu làm việc với lại cơ điện, thì chuyện ống yếm nó đá nhau đi trong không gian như thế nào, nó xử lý va chạm, thì lúc đó nó mới nói là trong trường hợp như vậy, ví dụ như tôi nói là tôi có cái cột ở chỗ này, cái cột kiến trúc anh vẽ này, nhưng cái cột của kết cấu là tôi cũng có cái cột ở chỗ đó, như tôi quy đổi cái cột anh là cái cột xây bằng gạch bằng bê tông gì đó, nhưng mà trong của tôi có cái y, ví dụ vậy, giả sử vậy, tôi làm nhà thiết kế là lắp ghép, thì lúc mà anh kiến trúc sư anh dời cái này đi thì lúc đó nó cảnh báo cho tôi liền, cái cột của anh ở chỗ đó nó dời, mô hình kiến trúc nó dời, anh xử lý sao cho nó, là kết cấu phải đi xử lý cho đó, và hai bên cùng phối hợp làm việc với nhau. Bây giờ tự nhiên ví dụ cái dầm anh kiến trúc sư để anh kéo cái dầm này xuống chút xíu nữa, thì trong cái trần kỹ thuật cái ống nó quất vô cái dầm như vậy, thì bây giờ cái ống nó đi xuyên qua cái dầm đó thì anh xử lý sao, nó sâu trong không gian 3D để chúng ta nhìn thấy, thì cái chuyện đó nó gọi là copy monitor, được chưa? Nó có cái phần view này là cái chuyện mà chúng ta để tạo bản vẽ, thì nó rất là nhiều thứ, kể cả là cái chuyện là chúng ta có một cái phần gọi là schedule và material take off, tức là cái chuyện mà chúng ta bốc khối lượng, bốc vật tư, đúng không nè, rồi sau đó chúng ta để bốc, để thảy ra bản Excel để làm dự toán ra, như một số phần mềm để làm dự toán, thì nó làm rất là nhanh, chúng ta thấy giống như vậy.
manage là cái chuyện mà cái trang quản lý thì chúng ta có nhiều thứ lắm, kể cả là cái nào mà thích là ví dụ như làm thông số chia sẻ, ví dụ như giả sử tôi móc cái thông số, tôi kiếm một cái file chỗ này, đây, bạn nào mà thật sự quan tâm tới nó, anh đặc biệt là kiến trúc và cơ điện, tôi làm như nè, tôi có cái mô hình với cái facade này khác nhau chứ, đúng không nè? Tôi có thể làm chuyện này là tôi nối kết cái bảng Excel vô trong với cái building của tôi, là tôi nối luôn, kể cả là tôi có thể làm chuyện là nối vô trên cái mặt dựng của nó, mấy cái làm che nắng này, làm vân ha. Tôi load cái thông số của cái file Excel khác nhau, thì tôi có những mô hình khác nhau và nó phân tích năng lượng trên cái nhà đó. Nó đổi thông số bảng Excel bên này nó ra dạng khác. Về nguyên tắc là cái nó ở đây đã nói là chuyện mở lớp đó, nhưng mà hầu như là không ai hỏi tới cái đó trên. Tức là khi tôi kéo bên sửa bên bảng Excel thì bên này là tôi ra hồ sơ mới. Nhìn. Chúng ta nhìn này ha. Nó bên đến là đã sửa. Anh nào mà là kiến trúc rồi với lại dân MI rồi đó là rất là quan tâm chuyện này. Bức xạ mặt trời trên cái không gian, trên cái bề mặt này, trên cái mặt dựng của cái nhà này, nó sẽ thay đổi tùy theo cái thông số mà tôi thay đổi chỗ cái những cái làm năng, cái che nắng. Nó phân tích. Cái chuyện nó liên quan tới chuyện chiếu sáng trong không gian đó như thế nào, tùy theo vị trí của nó. Nó đổi cái thông số thì lập tức là năng lượng bức xạ mặt trời lên đây lúc mấy giờ, ở đâu là bao nhiêu. Thì bởi vậy mới gọi là thiết kế, là thiết kế 7D. Cái này là mặt dựng của nó thay đổi thông số, thay đổi, kéo bên bảng Excel cái mặt này ra khác. Cái đó là cái đoạn mà thôi tạm gọi là cái đoạn là ở đây là gọi là bit nâng cao á, lên cái đoạn mà lên sâu ở trên mà nói thì hầu như không có mấy người mà hiểu cái chuyện đó. Chúng ta đã nhìn thấy hướng gió hướng viết gì nó đi trong không gian đó, nhìn những cái mà giống như này chúng ta không thể dùng bằng cách truyền thống được, được chưa? Bây giờ về đi, tôi dựng mô hình. Chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta dựng hình như vậy đó, nó có rất là nhiều thứ, kể cả là một cái chuyện gọi là design option, các phương án bố trí khác nhau. Tôi làm phương án 1, phương án 2, phương án 3, tôi chọn phương án nào nó sẽ in ra cái bản vẽ, nó xuất hiện cái phương án đó. Đó là những loại là cao cấp. Chúng ta có bên cái phần add-in là chúng ta có thể viết ra, chúng ta lấy có thể là nó có thể xuất ra những cái phần mềm như là Twinmotion để làm chuyện là bạn nào mà làm kiến trúc rồi đó. Hay là bạn thấy là đây là xuất Tesla, nhóm Feta học Tesla chưa? Xuất chưa? Chưa phải không? Sắp tới là chúng ta làm cái nhóm của Tesla. Tesla là vẽ thép, là rất là trồng. Vì bít lớp Tesla ở đây có đó, nhưng mà dành cho kết cấu thôi. Chỉ vậy thì cái nhóm nó kết cấu mới hiểu được, chứ không phải là phần mềm chuyện đó. Rồi ok, dần dày tôi vẽ này nha. Theo ta coi nha. Chúng ta nhìn bên này nè, điều cái bước đầu tiên tôi sẽ vẽ. Chúng ta sẽ làm hai lần đó mà. Ở trên cái elevation này, ở trên mặt đứng này nè, chúng ta mới nói là bây giờ là tôi gõ, tôi muốn vẽ cái gì là vô trang home. Tôi có một cái gọi là level, gõ hai chữ L. Sau này bạn nào quen vẽ bằng CAD rồi, chúng ta sẽ gán lệnh tắt. Cái lệnh tắt nó nằm ở đây nè. Keyboard shortcut nhé. Gán lệnh. Thích cái gì chọn lệnh dưới này, xong gán tên vô đây, gán vô xong mà sai. Thì lúc đó chúng ta có, ví dụ chúng ta mới import, export, ví dụ giờ đem qua máy khác, không lẽ ngồi làm lại, export nó ra một cái file, qua máy mình chia import vô gõ, thì y hệt như là vẽ bằng CAD vậy. Lệnh tắt. Chúng ta gõ L, L. Tôi kéo ngang đầu này tôi vẽ một cái, coi hiểu và sẽ làm lại theo ý mình nha. Cái bài này tôi cố tình để chỗ này là 7m6, sàn tới sàn này là ở cái này là ở cao trình là 7m6, này là 3m6 nè, đúng không, này 4m nè, đúng không. Bây giờ tôi mới bấm ở đây, cứ bấm lên nó và bấm duyệt ở đây. Bữa đầu tiên là rất là mất thời gian, và chúng ta nói bây giờ ví dụ tôi sửa ở đây, tôi nói là đây là tầng trệt, Z nó sẽ sửa bên này, nhớ sửa là Z. Đây là lầu 1 hay là gì đó, tôi gõ dấu cũng được đó, nhưng mà vét luôn. Đúng rồi, đây là tên của bản vẽ đó. Và tôi nói đây là cái máy, vét luôn.
Thế thì chúng ta mới thấy đây nè, cái bài này tôi cố tình làm như vậy. Bây giờ trên cái mặt bằng, đây là mặt bằng sàn, đây là mặt bằng trần, đúng không? Bây giờ tôi mới nói là tôi bấm xuống tầng trệt nè, tôi bấm cho đó hai cái. Chúng ta thấy bốn cái dấu này, bốn cái dấu này ứng với cái hướng là ở mặt đứng là đông tây nam bắc. Làm ơn đừng xóa nó. Bởi vì bốn cái dấu này mà khi chúng ta xóa thì chúng ta hoàn toàn có thể làm lại được bằng elevation đây, nhưng mà làm lại thì chúng ta phải xét thông số. Tôi nói như vậy có nghĩa là anh em nào kiến trúc hay là kết cấu hay là cơ điện là thường thường là hay thắc mắc nhất. Nhưng mà tại sao tôi mới đi học cái này thì chúng ta thấy nè, những cái nền tảng ta mới nói là vẽ rít, vẽ lưới cột, bấm đó là anh RR đúng không? Tôi kéo từ đây ra đây một đường, tự động nó sẽ xuất hiện cái trang tên là Modify Layer. Có nghĩa là khi chúng ta vẽ bất cứ một cái gì, nhìn cái tổng quát vậy đó, vẽ bất cứ một cái gì thì lập tức nó xuất hiện một cái trang để tất cả những cái lệnh nào liên quan tới cái lệnh đó, cái thao tác đó đều xuất hiện một chỗ, khỏi đi tìm. Vậy thôi. Đấy, hết lệnh. Tôi kích chuột phải và cancel giống như lệnh escape escape auto escape vậy đó. Xong rồi tôi gõ rip trở lại. Còn nếu bạn nào không thích kích chuột phải thì nó có một cái lệnh là repeat rip. Và tôi nói vậy nè, tôi vẽ thêm đường được không? Đây có đền để vẽ này đúng không? Vẽ thêm lời đường được không? Được. Nhưng mà tôi không thích vậy, tôi nói giống như cái lệnh offset. Bấm vào đây nè, nó nói nè 4000 1 2 3 4 5, tức là tôi có tất cả là 6 đường. Nó giống như offset ra vậy đó. Đúng không? Offset đường thì chắc chắn là array được, yên tâm. Kích chuột phải, vẽ rip, kéo từ đây đến đây. Lát nữa tôi hướng dẫn thì sẽ chậm hơn để vẽ thôi. Cái bữa đầu tiên lớp nào cũng vậy á. Cái bữa đầu tiên là thường là rất là chậm chạp, nhưng mà đến sau qua bữa thứ hai ấy, tại nó quen, không quen giao diện đâu chứ gì. Rồi. Bây giờ ví dụ nó là A. Bây giờ tôi bấm và tôi vẽ rít được không? Được đúng không? Rồi tôi cũng có thể offset nó ra được không? Đúng không? Nhưng mà tôi không làm vậy, tôi có cái lệnh tên là array modify, lệnh tắt là AR đồng chí. Đúng không? Thì bấm cái đó tôi nói nè. Bấm đây nè, kéo theo dọc đúng hướng này nè, đó, array này nè. Okay, modify này array đi ha. Đó. 4000. Máy 6. Nhưng mà khi chúng ta làm như vậy á, thì những đối tượng này nó gom thành một nhóm. Chúng ta phải chọn nó. Rồi chưa? Và chúng ta rã nhóm. Gì nữa? Chúng ta thấy là ở đây nè, nó dài quá, có thể bấm nó, nắm ngay cái đầu tròn này kéo vô, nó có cái ổ khóa là nó đi hết một lần. Nếu chúng ta bỏ ổ khóa này thì nó đi mình nó. Chúng ta mới kéo ngang vô chỗ này nè, thả đây, vậy chúng ta thấy vậy thì chúng ta thấy nó đi ra. Tôi nói là bên này nè, tôi cũng cần vậy. Chúng ta sẽ thấy lát nữa là chữ số 1, 2, 3, 4 nhảy tán loạn hết. Hiểu cái cách làm này ha, chúng ta sẽ làm lại này lần nữa. Bữa đầu tiên này nó hơi bị chậm. Bây giờ nếu mà tôi muốn đẩy nó đây ngàn thì tôi làm sao? Create Pick Line ngàn. Lưu ý là nó có thể kéo xuống, nó đi xuống dưới mà lên đi trên, đi lên phía trên. Một cái bên này ra ngàn nữa nè, hai cái số 2 này xuống đây 1000, số 3 này lên 1000 và số 3 này xuống 1000. Chúng ta thấy số đánh tán loạn, đúng không? Chúng ta sẽ sửa nó lại thôi. Nhưng không sao hết, chúng ta thấy là chỗ này nó bị chồng lấn. Bấm đây nó có cái dấu nè, ngắt ngang đầu nó kéo lên. Cái gì mà nó bất tiện ở các phần mềm khác thì Revit nó làm hết rồi. Rồi chúng ta mới nói là chúng ta sẽ sửa số này lại thôi. Cái chỗ này cũng vậy nè, duyệt vô cái đầu nó, xong đấy ngắt cái đầu này ra đây, nằm qua phía bên này. Mới mốt ta nói giờ tôi vẽ cái này hình trái tim, tôi sẽ sửa thành hình trái tim lại đó. Cái kiểu của nó là như vậy. Nhưng cái file này á, chúng ta thấy là AutoCAD là gì? Trim, Offset, Extend. Ba lợi đó đúng không? Thì trong Revit là gì? Pick Line, đúng không? Trim, Blur, ba lệnh nó làm tới vậy thôi. Mà là sao tôi ghét biết rồi vậy nữa? Trim, offset, tên đúng không? Thì bên này là pick line hồi nãy tôi vẽ đó, tôi có cái vẽ ví dụ vẽ rip nè, nó có cái lệnh luôn luôn là pick line nè, là một chuyện là xài rất thường xuyên. Cái nữa là lệnh gì? Trim, tr thôi. Rồi cái lệnh gì nữa? Lệnh là line. Đó là ba lệnh xài thường xuyên của nó. Như vậy mà tiến lên. Bây giờ mới nói là giờ rồi xong.
nó ra này, bây giờ tôi nói thôi kệ số này như vậy đi, giờ em vẽ cái tường đúng không, lệnh tắt là gì? WA. Nó hỏi cái tường này cao tới đâu, nói cái tường này nó cao, nó nằm cái mảng tường này từ tầng trệt lên tới tầng lầu chấm hết, lấy vô tim tường phải trái rồi nó kệ nó, rồi có giật ra giật vô gì này không, nói tường loại gì chế được hết luôn á. Nói dạ em đi từ đây ra đây, tôi cố tình tôi vẽ này, lát nữa tôi để cái mặt bằng mấy bạn sẽ vẽ lại cái bài này. Sao hết á, chúng ta vẽ nè, nhìn cái cách tôi vẽ và vẽ khác với lại trình tự mà tôi muốn, đó là điều mà chúng ta sẽ làm, chứ không phải là tôi chỉ bước 1, bước 2 gì đâu mà vô làm nè. Đây nhìn ở đây ngon lành, view 3D, shift chuột giữa hay chuột phải gì đó là gì, quay đúng không, chuyện này dân ấy, control internet, cứ vậy mà làm được chưa. Nó nói vậy nè, cái tường này nó nằm chỗ này nè, ok, nhìn xuống mặt bằng tầng trệt, thả tiếp vô, muốn vẽ gì là vô này, đo đánh DR đúng không, DR thả đây nè, nói 1, 2, 3 cái cửa đó đó, cái cửa đó à, ví dụ bấm lên nó là gõ cái phím dài nhất trên bàn phím spacebar, được chưa. Cái này nè, AutoCAD là vô mà trim trũng rồi tùm lum, như thế này nó vẽ nhanh cấp tốc luôn. Bây giờ nếu mà Windows đánh lệnh gì, WN thả vô đây đi, chưa đúng vị trí, không đúng chủng loại, kích thước cũng không đúng, nhưng không sao hết á, chuyện sửa là chuyện nhỏ. Chúng ta nhìn ra view 3D nó đó, được chưa. Chúng ta mới nhìn ra view 3D nó nằm như vậy, chúng ta mới giờ nè, nhìn xuống mặt bằng, cứ vô bấm nó hai cái nhảy đây nè, nhìn chỗ này nó thả đồ đạc vô, nó có một cái là gọi là component, lệnh tắt là CM đúng không, CM thả vô. Trong này nó có danh sách đồ tùm lum hết á, nhưng mà thôi kệ, nó thả đại đi, lát đổi. Rồi nhìn nó 3D, đây 3D nó có rồi nè, được không, được chưa. Bây giờ nó vậy, nó thiếu cái này cái gì, nó thiếu cái sàn đúng không, sàn nhìn xuống mặt bằng tầng trệt, vẽ mặt bằng sàn nè, sàn, được chưa. Cái sàn này nè, nó chuyển qua chế độ này, chúng ta vẽ những này được không, vẽ đồ hết này được không, tôi nói không, để em lấy cái tường đó, cứ bích vô tường chỉ, lát tôi sẽ hướng dẫn các bạn vẽ lại từng bước kiểu nào đó nha, cho cái bữa đầu tiên thôi chứ sau này là rất là đơn giản. Cái đường bao này á, thứ nhất là phải liền nét, không chồng lấn, không dư, không thiếu và liên tục. Sàn loại gì, sàn là có độ dốc hay không, nó từ từ tính. Nói là đây nè, chúng ta nói sàn loại gì, sàn này chế được không, sàn tường gì chế được thoải mái luôn, vật liệu là gì, này insert thêm bề dày nó vô, vật liệu là gì, hôm nay chúng ta sẽ nói luôn chuyện đó, các thông số vật lý của nó là gì, khi render nó ra cái gì và về mặt đồ họa nó ra cái gì, nó có đầy đủ. Rồi giờ chúng ta nhìn ở 3D, chúng ta thấy cái sàn, được chưa, được ha. Nãy giờ nè, gom hết cái đống này, nó có quá nhiều thứ nằm ở trên này, cho nên chúng ta bấm vô filter, mà nói nè, sàn em không có lấy lên, tại sàn trên nó em làm kiểu khác. Rồi như đó là nó có đây số lượng cái nè, làm gì, copy clip board làm gì, còn Ctrl C đúng không, đúng không, copy cho nó, dán lại là gì, nó không dùng Ctrl V mà nó gọi là align to selected level, dán vô cái level mình muốn, nói này lên từng lầu, lên thôi, vậy thì anh có muốn có bao nhiêu tầng, cứ vậy mà dán lên, đúng chưa nè, mấy chục tầng gì đó không quan trọng, nhưng mà nhìn đây nè, ngon lành, được chưa, nhìn đây này ngon lành, nhưng có điều nhìn cái mặt đứng cái này nè, thua, đầu nó dư đây này 4m này có 36 là dư 400, chứ nữa, vậy thì cái tường này nằm, mảng tường này nằm ở đâu, tầng mấy, tầng lầu,
lên tầng lầu hiểu cái cách thôi, nó dính nhiều thứ quá lọc ra dẹp hết, lấy 18 cái tường, thông số của tường lập tức hiện bên này. Nó nói là này nó nằm dưới chân là tầng lầu, đầu lên tầng mái dư 400, đó là đó bằng 0. Rồi chúng ta nhìn lại thấy nó nè, anh nào mà làm bản vẽ kép rồi mới thấy, tôi bố trí trong trần kỹ thuật này ống rồi, tôi đóng ti để treo ống rồi vân vân, nó đi trong này đủ tất cả mọi thứ rồi, cắt đứng khai triển rồi, xong xuôi hết rồi. Bên kia nó sửa kiến trúc, nó nói này lên 7m7 là bản vẽ kép là vẽ lại, nhưng mà này chỉ cần bấm vào đây nè, sửa 7m7 tất cả những bản vẽ kia cập nhật lại. Đó mới là lợi hại, ngồi đó mà vẽ là chết luôn, tự động nó nâng lên những bản vẽ kia, tự động cập nhật. Bây giờ ví dụ chúng ta thả đây một cái cửa thì cái bản thống kê của chúng ta bên kia nó sẽ tự động nó thêm cái đó, rất là khó sót.